Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Thân thế và tu tập. Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952 tại Mỹ Sơn, nay thuộc phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, thuộc giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng. Quê gốc của ngài là tại giáo xứ quần cống giáo phận Bùi Chu, nay thuộc xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Gia đình ngài gồm có 9 người con, trong đó có 6 nam và 3 nữ. Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là con thứ 6 trong gia đình. Hiện phần lớn anh chị em của ông đang định cư tại Hoa Kỳ. Thân mẫu ông là bà Maria Phạm Thị Chín. Ngài cũng là hậu duệ 4 đời của 3 vị thánh của giáo xứ quần cống là Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, Luca Phạm Trọng Thìn và Giuse Phạm Trọng Tả. Năm 1954, gia đình cậu bé Kiệt di cư vào miền Nam sau khi Hiệp định Geneva được ký kết. Vào Nam, ngài chọn sống đời sống tu trì nên gia đình đưa cậu vào học trung học tại Tiểu chủng viện Thánh Teresa, thuộc giáo phận Long Xuyên vào ngày 21 tháng 8 năm 1960. Xe Vũ Duy Thống cũng được gia đình cho học tại đây và hai cậu nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Tốt nghiệp Tiểu chủng viện năm 1972, chủng sinh Kiệt tiếp tục theo học theo bậc đại học chuyên về triết học và thần học tại Đại chủng viện Thánh Thomas và tốt nghiệp tại đây năm 1978. Song song với con đường tu học, sau năm 1975, tình hình trở nên khó khăn, chủng sinh Ngô Quang Kiệt làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, từ người nuôi ong cho đến thợ sử dụng cụ điện. Phó tế Giuse sau sự kiện thống nhất Việt Nam nên không thể thụ phong linh mục. Trong thời gian chờ được thụ chức, ngài phục vụ 13 năm tại nhà thờ chính tòa giáo phận Long Xuyên. Thời kỳ là linh mục, từ năm 1991 đến 1999. Ngày 31 tháng 5 năm 1991, Phó tế Giuse Ngô Quang Kiệt được giám mục phó giáo phận Long Xuyên Doan Bao Ti Sita Bùi Tuần phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Long Xuyên. Sau khi thụ phong linh mục, tân linh mục Kiệt được bổ nhiệm làm linh mục phó nhà thờ chính tòa Long Xuyên. Dù bạn thân là Vũ Duy Thống đã Long Xuyên. Dù bạn thân là Vũ Duy Thống đã ra đi học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và được thụ phong linh mục năm 1985, nhưng cả hai một lần nữa cùng được cử đi du học vào ngày 3 tháng 12 năm 1993 và đều học tại Đại học viện Công giáo Paris. Pháp. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Học viện Công giáo Paris, linh mục Giuse Ngô Quang Kiệt trở về Việt Nam và giáo phận Long Xuyên để tiếp tục thực hiện việc mục vụ. Ngài được bổ nhiệm vào chức vị mới là linh mục trưởng ấn tòa giám mục Long Xuyên. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm linh mục, Giuse Ngô Quang Kiệt lúc này đã hồi hưu, nhắc nhớ về thời kỳ này, tôi gắn bó với những hoàn cảnh nghèo khổ. Chịu chức linh mục thời đất nước đi vào nghèo khổ. Tôi đã sống giữa người nghèo mới. Những sĩ quan đi học tập cải tạo về, những đại gia phá sản. Đặc biệt sau thất bại của chính sách giá, lương, tiền khiến người nghèo càng nghèo hơn. Giám mục Lạng Sơn và Cao Bằng từ năm 1999 đến 2005. Sau Học viện Công giáo Paris, linh mục Ngô Quang Kiệt về giáo phận Long Xuyên trở lại với các công việc mục vụ của giáo phận miền Tây này. Ngày 3 tháng 6 năm 1999, Tòa Thánh công bố bổ nhiệm linh mục Giuse Ngô Quang Kiệt, hiện đang là linh mục trưởng ấn tòa giám mục giáo phận Long Xuyên, làm giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng. Giáo phận này đã chống tòa khi giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ từ chức ngày 9 tháng 3 và sau đó qua đời khuya ngày 2 tháng 9 năm 1998. Cùng đợt bổ nhiệm này còn có hai tân giám mục khác là tân giám mục Phêrô Nguyễn Soạn của giáo phận Quy Nhơn và tân giám mục phó giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu. Sau khi giáo hoàng Gioan Phaolô II chính thức ra văn thư bổ nhiệm ba tân giám mục vào ngày 18 tháng 6, giáo phận Long Xuyên đã tổ chức lễ tấn phong giám mục cho hai tân giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Giuse Trần Xuân Tiếu xuất thân từ linh mục đoàn giáo phận vào ngày 29 tháng 6 cùng năm, trùng ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Riêng việc tấn phong tân giám mục Phêrô Nguyễn Soạn ở Quy Nhơn được tiến hành trong tháng 8. Tham dự lễ tấn phong gồm có tất cả 15 giám mục thuộc các giáo phận miền Trung và miền Nam. Trong đó có Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn Gioan Bao Ti Sita Phạm Minh Mẫn và Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể cùng với khoảng 400 linh mục trong và ngoài giáo phận Long Xuyên, cũng như đông đảo giáo dân. Giám mục chủ phong cho hai tân giám mục là giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên Gioan Bao Ti Sita Bùi Tuần và hai giám mục phụ phong là giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ và giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Tân giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã đến nhận giáo phận của mình vào ngày 11 tháng 7 năm 1999. Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng được trao cho tân giám mục Ngô Quang Kiệt coi sóc là một giáo phận có diện tích 25.000 km với số dân số là 1.700.000 người, trong đó giáo dân công giáo chỉ có 5.000 người. Về mặt nhân sự giáo phận, thì giáo phận chỉ có một linh mục là linh mục Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh, 96 tuổi, và một nữ tu mến, 100 hoặc 108 tuổi. Vì 108 tuổi.
Vì vậy, Tân Giám Mục Kiệt tuy chức danh là giám mục chính tòa một giáo phận, nhưng vì tình trạng thiếu linh mục quản nhiệm các giáo xứ, vị giám mục phải tự mình thực hiện tất cả công việc mục vụ không những trong một giáo xứ, mà còn là cả một giáo phận. Mỗi khi cử hành các thành lễ, Giám Mục Kiệt luôn phải tự thực hiện nhiều chuỗi công việc có chức năng khác nhau như tự động mở cửa nhà thờ, đón tiếp giáo dân tham dự lễ, cử hành thánh, nói chuyện và tập hát cho giáo dân, dạy giáo lý và tự đóng cửa nhà thờ. Tuy bận rộn, Giám Mục Ngô Quang Kiệt thường xuyên viết các bài chia sẻ lễ Chúa Nhật qua Kinh Thánh, cho đăng trên trang mạng Việt Cát Hộ Lích mỗi thứ năm. Giáo phận quê hương vị tân chức lúc đó là một vùng đất hoang tàn, đổ nát, nghèo nàn, bị tàn phá bởi chiến tranh. Người dân Lạng Sơn nghèo khổ, giáo phận Lạng Sơn cũng cùng chung số phận, những cơ sở tôn giáo. Giáo xứ lúc bấy giờ phần lớn đã được xây cất từ vào những năm 1913 đến 1915, nhưng hầu hết đã bị tàn phá, mang nặng những dấu tích bom đạn của những cuộc chiến tranh qua các thời kỳ. Nhiều nhà thờ đã bị phá sập thành bình địa, nhiều nơi chỉ còn trơ lại bốn bức tường hay trở thành những đống gạch vụn cỏ mọc rêu phong. Khi nhắc nhớ về thời kỳ giám mục Lạng Sơn của mình, khi đã về đan viện Châu Sơn sau khi từ chức Tổng Giám mục Hà Nội, Ngài nói, tôi về Lạng Sơn là một giáo phận không chỉ nghèo mà còn tang thương. Người chết hết, các nhà thờ đổ nát, không có tòa giám mục, không có nhà thờ chính tòa, giáo dân tất tưởi bơ vơ không người chăn dắt. Ngày 6 tháng 10 năm 2000, Phái đoàn Giám mục Việt Nam trong đó có Giám mục Ngô Quang Kiệt đã đến Roma, tham dự Ngày Toàn xá Thế giới. Tháng 11 năm 2000, Giám mục Kiệt bắt đầu chuyến hành trình sang Hoa Kỳ thăm thân nhân bằng hữu, đồng thời thực hiện tại nhiều nơi xin quyên góp cho giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng với số tiền thu được lên đến vài chục nghìn đô la Mỹ. Ngày 15 tháng 11 năm 2000, Giám mục Kiệt đến thăm và cử hành thánh lễ tại quận Cam, Hoa Kỳ. Trong dịp này, Ngài cũng gặp gỡ 200 giáo dân vùng Nam California. Ngày 1 tháng 1 năm 2001, giáo tiến hành khởi công xây dựng nhà thờ chính tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng. Bản thiết kế nhà thờ, Giám mục Kiệt đích thân xem xét, sửa đổi và cho ý kiến. Trong kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2001, các giám mục trong Giám mục Đoàn Việt Nam nhất trí chọn Giám mục Lạng Sơn và Cao Bằng làm phó tổng thư ký của hội đồng. Giám mục Ngô Quang Kiệt giữ chức vụ này qua hai kỳ đại hội kéo dài đến năm 2007. Ngày 18 tháng 5 năm 2004, vị nữ tu đồng hành cùng giáo phận Lạng Sơn và giữ gìn giáo phận trong suốt hàng chục năm là Sơ Maria Nguyễn Thị Nhân, thường gọi là Mến, qua đời. Giám mục Kiệt tổ chức lễ an táng sau đó vào ngày 20 tháng 5. Sau 3 năm xây dựng, ngày 2 tháng 10 năm 2004, Giám mục Ngô Quang Kiệt làm lễ cung hiến nhà thờ chính tòa của giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng mới với tước hiệu Thánh Đa Minh. Đồng tế và tham dự có hơn 5.000 người gồm các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Ngày 19 tháng 2 năm 2005, Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục Giám quản Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Hà Nội và kiêm Giám mục Giám quản Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng. Ngài làm Giám mục Giám quản Giáo phận này đến năm 2007, khi Linh mục Chánh sứ nhà thờ chính tòa Hà Nội kiêm Tổng đại diện Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Đặng Đức Ngân được chọn làm Tân Giám mục Giáo phận. Tổng Giám mục Hà Nội từ năm 2005 đến 2010. Ngày 19 tháng 2 năm 2005, Giáo hoàng John Paul II ra sắc lệnh bổ nhiệm Tổng Giám mục Giám quản Tông tòa Hà Nội Giám mục chính, Tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng Giuse Ngô Quang Kiệt chính thức làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Kế vị Hồng Y Paul Giuse Phạm Đình Tụng đã 85 tuổi già yếu, được Giáo hoàng chấp thuận về hưu. Địa bàn Tổng Giáo phận Hà Nội có dân số là 6 triệu người và 5,1% trong số đó là giáo dân công giáo. Cùng trong đợt bổ nhiệm này, Tòa Thánh cũng bổ nhiệm Linh mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Huế. Tại thời điểm được loan tin, tân Tổng Giám mục đang có chuyến thăm Hoa Kỳ và được Hồng Y Mã Hố Ni, Tổng Giám mục Los Angeles mời đến thuyết giảng tại Đại hội Giáo lý Tổng Giáo phận Los Angeles. Chiều ngày 19 tháng 2, Giám mục Ngô Quang Kiệt cũng đã dâng lễ tại nhà thờ Tam Biên, Oran County, nơi có số giáo dân Việt Nam khá đông. Tân Tổng Giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Hà Nội ra mắt giáo dân ngay sau đó một ngày, ngày 20 tháng 2. Trước đó, về việc làm Giám quản Giáo phận Hà Nội, có dư luận cho rằng Giám mục Kiệt không phải dân Hà Nội gốc và chỉ là một giám mục mới, ít kinh nghiệm. Tuy vậy, Hồng Y Paulo Giuse Phạm Đình Tụng đã soạn văn thư gửi Tòa Thánh chấp thuận cho Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt kế vị. Trong buổi nhậm chức Tổng Giám mục, Hồng Y Hà Nội đã thay mặt Cộng đoàn Giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội hứa hiệp thông và trung thành với tân Tổng Giám mục. Sau khi nghỉ hưu, Hồng Y Tụng có dự định chuyển đi nơi khác tĩnh dưỡng nhưng Tổng Giám mục Giuse Kiệt xin ông ở lại không chỉ để tiện chăm sóc mà còn là chỗ nương tựa. Do đó, Hồng Y Tụng quyết định ở lại Tòa Giám mục Hà Nội. Trong những năm ngài giám quản Tổng Giáo phận Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ việc như tranh chấp đất,
2008-2009 tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội và vụ việc tại giáo xứ Đồng Chiêm nên ngày 4 tháng 3 năm 2010 ngài đổ bệnh. Ngày 13 tháng 5 năm 2010 ngài làm đơn từ chức kính gửi tòa thánh. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, tòa thánh chấp thuận đơn từ chức của Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt vì lý do sức khỏe, chiếu theo khoản số 401/2 của Bộ Giáo luật. Việc từ chức của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt được Bộ Ngoại giao Vatican xác nhận đã tuyên bố với chính quyền Việt Nam lý do là do sức khỏe. Tổng giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn lên kế vị ngài. Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt khẳng định ông từ chức mà không bị áp lực nào hết và chính ông đã xin tòa thánh cho nghỉ. Mặc dù có dư luận cho rằng việc này ông bị áp lực của chính quyền Việt Nam. Cùng ngày 13 tháng 5, ông viết thư chia tay với giáo dân Hà Nội. Trong thư có đoạn: "Đã đến lúc tôi phải chia tay anh chị em. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt. Nhất là khi anh chị em chưa sẵn sàng đón nhận việc ra đi của tôi. Nhưng tôi tin, với lòng quảng đại vốn có, anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không còn có thể thay đổi được. Tôi tin chắc anh chị em sẽ yêu mến Đức Cha Phêrô như đã yêu mến tôi và sẽ cộng tác với Ngài như đã cộng tác với tôi. Ngài sẽ thay thế vị trí của tôi ở giữa cộng đoàn yêu thương của chúng ta, để mạch yêu thương không bao giờ đứt đoạn." Nguyên Tổng Giám mục cũng chia sẻ việc nộp đơn từ nhiệm, các bộ của Tòa Thánh đều phản đối, nhưng khi trực tiếp đệ đơn lên Giáo Hoàng đã cảm thông và chấp thuận. 3 ngày sau khi Tổng Giám mục Kiệt lui về Đan Viện Châu Sơn sinh sống, Phái đoàn Tổng giáo phận Hà Nội do Tổng giám mục kế vị Nguyễn Văn Nhơn và giám mục phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh dẫn đầu đã đến Đan Viện Châu Sơn để thăm Nguyên Tổng giám mục Hà Nội. Cũng dịp này, Nguyên Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt nhận định sức khỏe mình đã dần dần hồi phục kể từ khi đến cư trú tại Đại chủng viện Boston. Ông còn cho biết thêm rằng mình đã ăn uống ngủ nghỉ như bình thường nên nét mặt đã trở lại tươi vui. Nhân dịp sinh nhật thứ 58 của ngài, phái đoàn từ Tổng giáo phận Hà Nội do Tổng giám mục Nhơn